cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình ngày hôm nay. Trong đời của game Steam Overwatch và ngày hôm nay sẽ có một clip mình sẽ quay về con ngay cho công chúng mình cùng khóa vào. Ngày hôm nay mình sẽ gọi là tạm biệt không ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình thôi. Ok, bắt đầu hành trình thôi. Đây sẽ chạy con về là úp Magum nhỉ. Con này nó sẽ khỏe động cơ hơn, nhưng mà hơi ổn nhỉ. Con này nó có nhiều số hơn nhỉ. Rồi xem lùi vào. Ok, bắt đầu hành trình thôi. Nhưng mà chạy xe đừng lên chạy nên quá anh ạ. Chạy xe bạn em mình cứ chậm cẩn thận. Cái game này rất là thực tế ở cái em mình có thể chạy rất là giống ngoài đời luôn anh ạ. Chạm này. Ủa sao mình đi được bình thường không? Mình bị chạm đâu. Con này cầm thấp này đi nó hơi khó chịu ấy. Con này cầm hơi thấp này ạ. Con này cầm hơi thấp này đi rất là khó chạy nhỉ. Con này cầm hơi thấp này đi rất là khó chạy ạ. Thế bà sạt ảo ấy, ngồi đứng thẳng đấy. Đấy, được chưa? Em thấy nguy hiểm chưa? Bộ này bên thế lát nhỉ? Cứ vượt thôi. Con này mỗi điều là độ thì hơi độ cái vỏ đây thì nó hơi khó chịu tí nhẹ. Rất gần luôn ạ. Điều rất là thực tế luôn. Ủa bây giờ tiếp vật thực tế đó. Hay gì điểm thao đồng ạ. Để thắng lại thôi. Không là sẽ bị chạy loạn.
everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. So let me know if you can change your life. A few things with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and it's a little time. Just be patient, make a statement, try to make it your life. I'm going to go to the hospital. You gotta play that, I don't see your face on. Any place that I yeah, can so be that I've been doing fine. I'm not wasting any more time. That's a good one. I look for the fight and the fight. I'm not giving up the pain and sleeping fine. It's what you find. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't do it to my way, I swear I'm never gonna stop. I put my foot on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing. Rồi các bạn nói sẽ đi đăng chặn lại rồi. Rồi sẽ vượt thẳng lên. Rồi sẽ vượt thẳng lên nữa. Bọn này bây giờ không vượt nữa rồi nữa. Tấn hơi đi chậm lại rồi ạ. Thì tấn rất là khó nhìn nhau, cứ chậm chậm thôi. Nói chung là trời mưa thì mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ chậm chậm lại rồi ạ. Hơi khó nhìn đấy. Rồi mua rồi khó nhìn đấy. Mưa rất là to, đi không chạy được đấy.
Ôi chạy lên được không? Người to không chạy nhanh được nữa. Mình cứ phải chạy chậm lại thôi. Chạy nhanh quá không chạy nhanh được, rất là nguy hiểm nữa. Bây giờ cứ chạy chậm từ từ thì chậm nhẹ. Mưa này thời tiết này có gì ra. Còn mưa lại còn từ có gì nữa anh ạ. Rất là nguy hiểm. Nếu mà không chạy chậm lại thì nó sẽ thắng lại à. Kiểm tra xem là cái xe nó bị chạy cái gì nhỉ. Bây giờ chúng xe kiểm tra lại nhỉ. Giờ này bên ngoài thì không mưa, làm sao trong xe thấy mưa nhỉ? Ma thật nữa. Trong game thì mưa nhưng không phải sao chiếc xe không thấy mưa đâu. Hiện hay là kiểu mưa tuyết hay sao ấy, đúng không? Đây là mưa tuyết rồi. Mưa mới tiếp không phải là mưa bình thường nữa. Mưa khá là to. Không chạy nhanh được nữa. Mưa chạy 40 thôi. Chạy 40-30 thôi là chạy chậm nhẹ. Không biết bao giờ mới đến nơi nữa. Ủa, không hoạt động với thời tiết này nên người dân cần phải cẩn thận lại. Không là rất là nguy hiểm. Người đi hơi đứng làm tí nhỉ. Để to. To lại còn khó nhìn nữa cơ. Bên cạnh mưa thì sẽ dễ chạy hơn. Khi mưa này thì chỉ cần là khó chạy nhỉ. Mưa vậy thôi nhưng mà cực kỳ khó chạy ấy. Không hiểu ra. Ở đây là chạy tốc độ chậm rồi, không chạy nhanh được rồi. Đâu, chạy đêm mà đi chạy chậm rồi, không chạy nhanh luôn rồi. Đây là những mưa tuyết không có gì ra thì đây là mưa bình thường à. Như đồ chơi này không có đứng danh rồi.
được. Con này ta bị nó hơi khác rồi. Con này ta bị nó khác đôi rồi. Con này được cái ta bị nó hơi khác rồi. Ta bị cái này là nó hơi khác thì cái này khác đôi rồi. Xe ngồi nó khác. Đúng rồi, cái xe ngồi hơi khác thật rồi. Hai giờ đêm muốn chạy đây để gần mưa này. Chuyển nàng đi bình thường thôi. Để cứ chạy thẳng đi bình thường nhé. Không chịu em được rồi. Đây là đi thẳng lên rồi. Nó hết cây dầu luôn. Đi thẳng từ đây hết cây dầu khá gần luôn. Đi chúng không đi nhanh ngọn đường ở trên. Còn tầm 40-30 rồi chúng em. Ôi sao tầm khá mà dễ hơn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chạy đâu hay lấy thôi. Để mưa rồi phải nghỉ nữa. Không biết em ở trong gì nhỉ. Cứ phải chạy chậm lại, không chạy lên được luôn. Vâng, trận trời mưa nên là nó dài tầm 20 phút rồi. Vừa trơn lại vừa khó chạy. Đây là đường thành phố ta biết rồi nhỉ. Mưa thì to. Đây là rẽ rồi.
Video này đi khó chạy ạ. Mưa thì khó chạy luôn. Đường trơn nữa chứ. Mưa là khó chạy chứ nhỉ. Nó chạy chưa ba tí nào ấy ạ, chạy rất là chậm. Có bật cái em quay xem có bao nhiêu phút rồi. Nó lát nhập luôn đi ạ. Bà không có thể quên người đâu. Và thôi, clip hôm nay mình xin kết thúc clip ở đây. Còn nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ like, share cho mình để mình tiếp tục làm ra những clip hay hơn cho mọi người xem. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.